Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi Sau đây là bản tin Mỹ thay máu lực lượng không quân chiến lược Ngày 31 tháng 7, giới truyền thông Mỹ công bố thông tin Không quân Mỹ gửi yêu cầu tới các tập đoàn chế tạo nước này chuẩn bị dự án phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo Liên lục địa ICBM Tên lửa hành trình cấp chiến lược mới Theo nguồn tin này, không quân Mỹ dự kiến sẽ thay thế hoàn toàn 450 ICBM Monitment được tiếp nhận từ những năm 1970 và năm 2027 Tổng, thống, tổng chi phí của kế hoạch thay máu lực lượng chiến lược này ước tính khoảng 62,3 tỷ USD. Cùng với đó, Không quân Mỹ cũng thay thế các đơn vị tên lửa hành trình chiến lược không đối đất ACM-86B tiếp nhận từ những năm 1980 bằng thế hệ tên lửa hành trình thế hệ mới. Không quân Mỹ dự kiến sẽ ký hợp đồng đầu tiên trong chương trình hiện đoái hóa ngay trên mùa hè năm 2016. Liên quan tới vấn đề này, hãng thông tấn IP đăng tải chương trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Mỹ đang để nhận được sự ủng hộ rộng rãi của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có thượng nghị sĩ John emsen đã đặt ra câu hỏi liệu việc nâng cấp bộ bay hạt nhân, tàu ngầm, máy bay ném bom chiến lược và ICBM liệu có cần thiết khi năng lực của lực lượng này thừa đủ hy diệt đã đắt nhiều lần. Trong khi đó, nhiều đơn vị khác của quân đội Mỹ cần nguồn tài chính nâng cấp và bổ sung cấp thiết hơn. Mới đây, hôm 25 tháng 7, tàu sân bay đắt nhất trong lịch sử quân đội Mỹ CVN-78 Zerlach đã phải nằm cản khi phát hiện nhiều trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng. Các chuyên gia quân, các chuyên gia quân sự đã phát hiện CVN-78 không thể đảm bảo quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh trên bom. Hệ thống phần mềm điều phối hoạt động trên tàu không hoạt động ổn định và đặc biệt các tổ hợp vũ khí phòng thủ dường như không hoạt động. Được đóng mới từ năm 2009, tổng chi phí của tàu sân bay CVN-78 Zerlach 4 tới thời điểm hiện tại đã chạm mốc 13 tỷ USD. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.